Hai chào cả nhà. Thì cuối cùng thì cô Hường ở dưới Sa Đéc này cả nhà cũng đã mang cái đàn chó mà cô Hường đã cứu ở lò mổ về cả nhà, là tổng cộng là 8 con chó lớn, 5 con chó con với lại 8 con chó con mà bị lọt sông mà cô Hường mướn người vớt lên mà cũng bị chết một con chó con, là còn 7 con đúng không cô Hường? Thì Thi Lê trước tiên thì Thi Lê cũng cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền để Thi Lê có thể mà gọi cho cô Hường thuê xe tải mang 13 con bé chó về máy ấm nha cả nhà. Thì trong số Mạnh Thường Quân thì cũng có một cái người chị ở bên Mỹ có tên là chị Ngọc có cho cô Hường là 3 triệu. Thì bây giờ thì Thi Lê sẽ vận chuyển mấy bé này vô máy ấm nha cả nhà. Trời, chứ con sao ướt nhẹp vậy? Gươi nước lên. Con cái hở cái này đi. Rồi đẩy lên luôn luôn đi. Anh đẩy ngang đi, anh kéo luôn. Nè, cái này nè, đẩy ngang kéo luôn. Đẩy cái bự nhất cho phòng trên rồi. Đẩy ngang vô luôn. Điên lần cho nó ấy. Em vô chiến gì nữa cho nó mệt. Đẩy phụ em cái luôn đi. Rồi đứng mà dịnh nè, nó ngã nè. Dịnh đi cô Hương. Gì mà dây xích dây nhợ con nào không có hết trơn. Mới đầu vô tưởng cô Hường là đàn ông chứ, mặc đồ đàn ông không à. Thấy chuyện mấy con nhỏ nhỏ mày là vô lò mổ hết luôn hả? Cỡ nào nó cũng ăn hả cô Hường? Nhỏ lớn thì nó hấp, nó đập đầu, nó làm thịt không cậu nuôi con cứu con. Dịnh cái đầu cái tay của nó nhẹ nhẹ thôi là ok à. Rồi hên đi. Dạ con đi Dũng. Nhớ là xin điện nghe hỏi. Rồi. Luôn đi. Vậy. Đi thôi tới mua đồ. Con
Có đồ mót gì đây đâu, có đồ mót gì đó. Có chân luôn không vậy? Nhưng mà phải kiểm tra mới có chứ. Cô ẩm nó đó, cô ẩm nó ra trước để nó chạy. Cô ẩm nó lên đi rồi tháo ra. Không, cô phải mở ra. Rồi cô mở nó ra đi. Cô mở khóa xích nó ra luôn, cô mở khóa xích nó ra luôn, bấm đó, có cái nút bấm á. Ở đây là con có xích con nào cô hiểu không? Dạ. Khổ lắm. Dạ. Tụi nó là chó mà đâu phải tù tội đâu mà mày xích tụi nó. Con đốm kia nữa kìa. Đốm thì cũng cọt cổ luôn. Lấy con này đi. Con đốm kìa. Con đốm có còn vòng cổ nữa kìa. Mở ra mình con đi. Con đốm này nè. Con này nè. Mở ra cho con. Mở ra con. Mở ra cho con. Rồi cô sắp cái vỏ gọn qua kia giùm con. Đâu? Là tổng cộng bao nhiêu con chó lớn? 8 con đúng không? Dạ. 2, 4, 6. Sao có 7 con vậy? Dạ, bị cháu nó ngắn đá. Cậu ơi, nó đập đêm hơn nữa. Chịp không kịp thì đập vô đầu chết một con. Tại đập đầu hồi nào? Đập đầu hồi tối đi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Nó bị ngáo đá trong nhà mà mình em bên kia mà giữ. Rồi sao kia công an bắt nó đập giết cái, chó chết hết luôn á. Kia công an xuống, công an chạy chưa kịp. Rồi là nó đập chết một con tại chỗ luôn. Rồi, chết luôn, rồi. Trong đó chiều nó về tới nhà kiếm chỗ chôn nữa. Trời ơi. Sao mà cái thằng nó ác dữ vậy trời. Xong rồi nó bị ngáo đá không kêu gia đình đưa nó đi, kêu công an bắt nó đi. Công an dưới đó kêu hoài hả, công an chưa có đợt đưa đi, cái đợt tao mới đưa đi. Trời ơi, nó đánh lên một cái đầu nhà, đầu cổ xương chân đỡ mấy. Trời ơi, nó đánh cô luôn hả, nó cháo mà đánh luôn. Đánh luôn trên đầu luôn thiệt mà. Đánh mà không bị xuống đó. Có cả nhà thì cuối cùng thì cô Hường cũng đã thuê được chiếc xe tải rồi. Mấy hôm nay định thuê xe. Tại vì... nhưng mà mấy hôm nay cũng lu bu quá, không có xe. Nên hôm nay cô Hường mới lên nè cả nhà. Trời ơi, chó con. Là mấy cô nói là 5 con chó con, 5 con chó con ở trong lò mổ. Với lại 8 chó lớn ở trong lò mổ luôn. Đó. Thì trong đây thì chó con có một mớ 7 con là cô nói là nó như thế nào cô? 7 chó con nhỏ này là nó cho dưới sông á, trong cái thùng á. Dạ. Cũng muốn cho ông đó 100.000 muốn bơi ra giữa sông vớt cái thùng mít lên. Đem lên dưỡng cho nó hổng dài mười mấy ngày rồi. Nó chết hết một con, nó nhỏ, nó yếu, nó chết hết một con. Mà ở đâu cháu ai mà thả sông? Không biết chó này của ai á, mấy người nào mà chủ không có nuôi á. Rồi thấy cái thùng mít chó con nó kêu quá đi. Cái ông đó mới vợ chó ai được kêu quá. Rồi nói vậy chứ nói cậu vớt lên cho con đi, con trả tiền cho cậu. Mình đưa ổng 100.000, ổng mới vớt lên. Dạ. Đem vàng xong chấp cho anh em mình mấy ngày rồi. Mình cũng chứng là ngày nay rồi. Thì con nói cô Hường nghe nè. Dạ.
Thì từ khi mà con đăng tải cái đoạn clip lên thì cô Hường cầu cứu con là 5 con chó con với lại 8 chó lớn. Thì con có đăng tải lên kênh YouTube của con đã cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân. Đó, thì đã hỗ trợ cho con số tiền để mà con giải cứu mấy con bé chó này, 5 con chó con với 8 con chó lớn. Và cũng có một cái quý mạnh thường quân ở bên Mỹ có hỗ trợ cho cô Hường là cho cô Hường số tiền là 3 triệu. Cái chị đó là chị tên Ngọc, là cô Hường ha. Dạ. Thì nói thật chứ thì nếu mà thấy trước mắt á, thì không bao giờ bỏ làm ngơ được hết trơn á. Dạ. Nhưng mà con hỏi cô Hường nè, bây giờ chó lò mổ thì ngày nào chắc chắn cũng sẽ có chó để cho tụi nó làm thịt. Chứ đâu phải mà lâu lâu mới có đâu, đúng không? Mà bây giờ cứu mỗi ngày thì tiền đâu mình cứu. Đó. Mà con hỏi cô á, ví dụ như cô cầu cứu con đâu phải tiền, con đâu phải kho tiền này đâu. Con cũng phải đăng lên mạng con cầu cứu mọi người lại thôi à. Đó, chứ tiền đâu con bỏ ra được. Đó. Mà cái điều quan trọng là cái về mà nuôi nữa đó. Bỏ số tiền ra, cô thấy mấy hôm nay con đi, Mạnh Thường Quân cũng gửi về cho con cứu xe chó mấy chục triệu, mấy chục triệu luôn. Nhưng mà cái quan trọng là về nuôi nữa. Tốn tiền gạo, tiền hạt, là cái thực phẩm á, lương thực mà để cho tụi nó ăn á. Mà cái điều quan trọng là tiền thuốc, tiền thuốc thang nữa. Mà hôm nay nè cả nhà, buồn vì một cái sự cố là coi như là 8 con chó lớn với lại 5 chó con, mà cô Hường có nói với lại Thi Lê là hồi tối này bị thằng cháu nó trong nhà nó ngáo đá rồi nó đập, nhìn cái dễ thấy chó nó thấy ghét đập đầu luôn, nó mắc ông nội đó hả. Trời ơi. Trời ơi. Rồi con hỏi cô Hường nè, rồi cái đàn chó cô Hường với đàn mèo của nhà cô Hường gì đó. Rồi nếu mà không kêu công an bắt nó rồi nó khùng khùng điên điên lên là đập nữa. Dạ, mà cũng kêu công an hoài đó, giữ hoài, mở trong chuồng không hình dám thở ra. Trời ơi. Bỏ trong chuồng đi là há chuồng lại rồi đó mới đi, chứ không dám để ngoài khơi khơi. Dạ. Mà giờ con hỏi cô Hường nè, dạ. Giống như mấy lần trước mà con hay chuyển tiền xuống cho cô Hường á, dạ. Mạnh Thường Quân cho cô Hường á, dạ. Bên Mỹ gửi về cho cô Hường á, thì giống như là cô Hường mấy hôm nay cũng có đủ lo toan cho tụi nó không? Dạ, con cũng xin ông bà cô chú cộng vợ chú lên là con không có đủ tiền lo cho bà chó con, dưới đóng chó mẹ con nó đóng quá. Mà bây giờ con hỏi nói cô nè, dạ. Con biết là cái gia cảnh cô khổ, thứ nhất là cô là cũng lớn tuổi rồi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Con 62 tuổi. Cô 62 tuổi rồi đó, 60 mấy tuổi cũng quá lớn tuổi rồi. Mà bây giờ thứ nhất là thân hình thì gầy gòm, bệnh đau trong người thì tùm lum, mà bây giờ ôm đàn chó đàn mèo nữa đó, rồi mỗi ngày chắc cô cũng đâu đi làm được cái gì đâu. Dạ. Sao làm nổi nữa, bệnh tim á rồi không có đi làm được, rồi đi xin ba cái mà cơm heo đó với là chùa xin gạo về. Trời cho, ơi mấy chú chó mà. Mà bây giờ con hỏi cô nè, biết rằng á là mình vô chùa mình xin gạo cơm heo hay là mình đi xin mấy cái xương sẩu này nọ nước lèo nọ thì người ta cho, dạ. Nhưng mà sau này ví dụ người ta không bán nữa rồi sao? Dạ, hay là sau này nữa cô lớn tuổi cô nằm chỗ rồi sao? Con thấy mà con đuối sức mà con kiệt quá, con không có thể đi xin nữa, là con sẽ cầu cứu ba Thế Lê với mẹ Thế Lê lên nuôi nó hết, con không cho ai ngoài ra hết. Dạ. Mẹ Thế Lê giang tay nuôi nó thôi. Rồi. Cháu trong nhà rồi, con bệnh tim mà có chết có tử là con gửi lên cho ông mẹ Thế Lê nuôi hết. Dạ. Thì thôi bây giờ con sẽ trao số tiền, tiền mấy bé chó là tổng cộng là 5.4 triệu. Với lại là 2.4 triệu tiền xe, dạ. Xe tải là tổng cộng là 7.8 triệu ha cô Hường ha. Đó, thì tổng cộng là tiền cứu chó là 7.8 triệu ha. Dạ. Thì con gửi cho cô là 8 triệu, 8 triệu luôn. Nha, dạ. Cô Hường đếm lại em con đi. Dạ. Cô ngồi xuống cô đếm lại đi. Dạ, 8 triệu luôn. Rồi đủ luôn ha. Rồi cô giữ chẳng 8 triệu luôn đi. Rồi bây giờ hỏi cô nè, ví dụ như giờ mình khổ quá, nhà mình nghèo khổ quá rồi, có khi nào cô có suy nghĩ là
tột cùng là đến cái nỗi mà mình phải đi bán những con đàn chó đàn mèo của mình. Dạ ăn không, dù con đói chết gì đó con không bán, con bệnh tim vậy chứ con thấy con kiệt sức là con không có đứng lên nổi nữa, là những đàn chó đàn mèo của con gửi gắm lại chuyển lên cho ba mẹ thế nơi nuôi cứu mạng sống đó. Là bây giờ con không bán hết. Là điều đặc biệt là giờ có đói cỡ nào không có gạo ăn cũng không bán đúng không? Con đi xin nhứt cơm heo nhứt đồ trên ăn với đàn chó đàn mèo chứ không có bán. Rồi con cảm ơn, con cảm ơn cô Hường rất là nhiều ha. Cô Hường có một cái tấm lòng bao la, cho dù là nó nghèo rách nát đói khổ cái nào cũng không có bán đàn chó của mình. Thì con cảm ơn cô Hường đã phát hiện kịp thời ra mấy con bé chó này và giải cứu nó. Nếu mà ngày hôm đó không có cô Hường gan tay ra thì mấy con bé chó này nó từ bữa giờ cũng vô bụng mấy thằng kia hết trơn rồi. Mấy chó con này mà dưới nó hấp ăn luôn hả? Để để nguyên con gì luôn á. Trời ơi, thấy ghê vậy. Lớn vậy mà hấp. Mà tụi nó ăn vậy mà tụi nó không chết ha. Hấp nó ăn á. Ăn nè, mấy chó này là vô là không, bữa nó không vô mà nó không kịp phải đập đầu. Thôi bây giờ cô nói cho cô Hường cũng chiều rồi, thôi cô Hường về đi để trời mưa nha, cô Hường nha. Dạ con cũng cầu xin ông bà con chú mạnh thường quân với cộng mạnh thế đi. Trời cháu mèo con nấu khổ ăn. Dạ. Dạ, cảm ơn. Thì cô có gửi lời cảm ơn chị Ngọc không ha? Dạ con cảm ơn cô Ngọc mà giúp đỡ cho con, hỗ trợ cho chú chó chú mèo này được sống cho nó hết cái chết.